mình làm lành lại đi. Nhưng mà nói coi, nói chú con. Làm lành lại đi. Nhưng mà bây giờ làm lành cũng được hay không phải không? Nhưng mà số nợ này rồi mình cảm nổi mình không đáng nổi. Nhưng mà bây giờ là chú phải xác định luôn hả? Xác định là phải cho cô hy sinh cô luôn hả? Trời ơi, vợ của mình mà. Con xin lỗi chú mà con chẳng khác nào chú gả vợ. Chú đúng rồi. Đã con bố nhà nó nhậu nó rồi. Bây giờ ai mà chịu á chú có thương cô không? Mà ngày xưa á là cưới con vẫn thương bình thường phải không? Từ ngày mùa dịch giờ là tôi làm anh nội có 5,000, 10,000 bạn á, nó có gì đâu. Thì cũng đi, nó đi bán cái số rồi thì nó hết cái số rồi nó bán, nó chờ giờ nó lấy vé chú. Đó, thì tới giờ nó lấy vé nó bán. Chứ không phải mà chơi gì mà quýnh cờ bạc mà làm giàu thì cái đó không có. À, là chú nói cô ở đây có chú ánh nhưng mà cái kiểu như mà vui thôi á. À, cũng như mình cái giờ mình nghỉ á. Cái điều đó người ta nói, nghe nói nè, có người lên tiếng là bà con bên chú nữa đó. Nói như vậy theo chú suy nghĩ làm sao? Tôi cũng có nghe, tôi đi ra vẫn nghe nói vợ tôi gì bắn cu ly chơi tài xỉu, mất cái cả tài khỏi nữa nằm chú xong nữa. Chú ở đây là mình lớn rồi, mình nói cho cô chú người ta biết, tại vì không có nói che giấu cô Út và chú cũng đừng có che giấu nữa, tại vì bữa nay mình làm cái clip là nó rõ sự thật. Nghe cô chú, thì người ta nói là quýnh số đề, cái sự việc đó như cô thế nào? Cô có thương lượng với cô không? Có nói mức đầu tiên á, cặp 5,500 có nói, có kêu không kêu con gì hết, có nói. Còn từ đó tới sau mà không nâng lên đó thì không đi. Có cô đi, không có nói cô luôn. Bữa nay nè, hôm bữa cô á, cô Út á, ở đây là con không có bên ai. Cô Út là con quay đầu tiên, thì có nói với chú á là... Chú... Dạ con chào cô nha. Vô quán luôn đi con, vô trong luôn đi con. Chạy vô trong. Chả chú đâu con? Chào chú. Chú là ông xã của cô hả? Rồi hôm bữa là chú đi đâu? Đi ghe. Đi ghe mới về hả? Về ơi. Bộ làm lành hay gì rồi mà sao con thấy gì hai đi, người đi chung. Đi xa mình sẽ đạp xuống nổi. Dạ, thôi bây giờ vô quán ngồi nói chuyện đi hả chú. Đẹp trai bộ. Dạ, con chào chú ha. Chú thì hôm bữa đầu tiên á, con có quay một cái clip của cô Út nè. Cô Út là này kêu cô Út 200 triệu đó. Thì cái sự việc mà nghe nói là tiễn chồng mà để trả nợ. Thì theo dượng cái chú, cái chuyện đó chú biết không? Chú. Cái chuyện đó chú biết không? Đi đó thì rồi đã gia đình cũng nó thảo luận qua lại rồi. Bị gì cái nợ đó. Lúc trước á là tôi không bệnh, tôi mặn tôi cả. Tại cái bệnh mình hấp lên. Cũng là nhà hết lên sao bị tôi đã bệnh không mà. Không lại người ta, số tiền không bằng ta. Vậy thôi. Trong khi mà cái nói giờ nói nói chung là cô đi như vậy đó. Chú biết không? Biết chứ. Trời ơi, vậy là chú chấp nhận luôn. Đã nó trong nhà bàn là giờ số tiền này vậy, giờ tôi mà không có ra đủ mà trả cho anh ta. Bây giờ lúc trước á là cái vừa năm vừa qua rồi á là tôi mần 80-100 triệu một năm cũng có. Giờ mà có mấy triệu, triệu mấy gì, 500-300, 400 đâu mà, làm ăn gì được đâu. Mà sao mà chú, mà tại sao mà không hai vợ chồng mình ngồi lại mình bàn tính để trả một cái khoản nợ, mà sao mà cô có suy nghĩ một cái rồi á, không giống như người ta. Đây rồi tôi mới nói cái thằng thứ ba á, giờ mày đứng dân danh cái thằng ngân hàng rồi nó nói giờ con vay con không có được vì tiền của con chưa có rồi, bây giờ nó không cho vay tiền đi mua chiếc xe nó chưa có rồi, nó không đứng dây cũng được, phải dây được thì mình nên gấp bên kia thì nó cũng nhẹ, bên ngân hàng đó thì nó nhẹ ở ngoài. Vậy đó, nói đi chú. Rồi á, không được tôi mất buộc mới bỏ trong màn thoi đen. Bây giờ cái tới tháng là đóng lời là cho nó rồi số tiền đó là nó nói 6 tháng là phải hoàn tiền gốc lại, bây giờ giờ mình mà không được thì lấy là 6 tháng hoàn gốc nó lại. Dạ. Buộc bây giờ tôi cũng nói với mấy nhỏ, bây giờ mấy thì cho mẹ mày kiếm mai á, để có chút tiền thì trả xong thằng này rồi cha con mình ở nhà. Nhỏ mà thật sự là cái số nợ đó là ai gây ra? Đầu tiên hết thì cũng mượn tiền ghe, nó dần lên. Và cái thằng nhỏ là lúc đó nó ở bên trè, nó mới
chơi bời bạn bè nó thiếu nợ, nó về thì nó kêu tôi đứng ra mỏ cho nó là 12 triệu. Ê, là cái đầu nó không có chạy người ta từ, cái đầu nó gì bả thở đâu. Trong 4 tháng, chủ game mấy kêu tôi điện nó về nó chạy. Điện nó đầu nó không về, sao nó về chạy năng chiến nó đi bạn ở nữa. Rồi bắt đầu cái thì buộc cái mình đứng ra mình hỏi số tiền là mình phải chịu chứ đâu ai chịu mà cũng như bỏ vô. Lúc đó mà tôi còn nợ bên ngân hàng tôi vay nó không được, nó tới 5 năm tôi mới vay được. Bây giờ mình chúng mới có 2 năm mấy à, chưa tới 5 năm. Rồi bắt đầu cái tôi mới nhờ người ta làm cũng như cái thằng mà nó điện chỉ mà vô ngân hàng mình vay á, nó ở ngoài có chỗ nào mà vay giùm tao. Rồi tiền huy hồng á thì cho nó là một đợt là 60 triệu tiền nước vậy nè. 60 triệu nó mới làm cho mình, chứ không nó có làm. Buộc tôi phải bớt bụng tôi phải chịu vậy. À là cái số nợ đó sao mà cô, sao lần đầu sao cô nói là Dượng mượn, bây giờ sao giờ Dượng nói cái câu chuyện ra nè. Và sao nói sao? Tiền nói cái số nợ đó bắt đầu tiên từ xuất phát là từ mượn tiền ghe, rồi từ ông mượn tiền ghe mà. Chung hay sao? Chung hay vợ chồng hay sao? Không, có tôi với con tôi. Rồi nó kêu nó đi chạy ghe mà nó không về chạy đó. Rồi cái đầu của chủ ghe mới kêu tôi á là làm phải tiện nó về nó chạy trả nợ. Từ tiền ghe đó. Rồi cái điện nó điện hoài nó không về, về sao chạy thằng chiến một cái gì nó ở bệnh, nó xe nó ở bệnh luôn. Rồi tôi tại lúc mà ở bệnh một mình á, nó kè bạn mà tuổi người ta mà thằng hai mấy tuổi nó còn bồng bọt quá chú. Rồi nó đi chơi mấy thằng hút chích rồi quýnh lộn quýnh lạo, tôi không chịu. Rồi tôi mới bóp bụng tôi mới ra tiền mà. Dạ. Rồi dạ nó ở với tôi. Là cái số nợ mấy lâu nay 200 mấy chục triệu, cô Út Văn nói chú là cái người mượn, mà bữa nay là chú nói rõ là không phải chú, con chú thiếu nợ rồi chú đứng ra chú chú dây đúng không? Cũng mình thương con mình đó, là nó xây dần dần lên vậy đó, trả cho con nữa ha. Nó xây dần dần lên, không phải là nói là phần nhỏ kìa đâu. cô nói với chú, nói với cô đi, tại vì cô nói là có 10 mấy triệu thôi, thằng nhỏ có 10 mấy triệu à, thằng Út là 12 triệu, còn chú là 17 triệu. À, nhập vô á đầu cái mình chạy cho nó không có tiền, nó là thực cảm được cảm mà chạy dần kiếm có mấy trăm về gấp gạo rồi nước mắm nước muối điện đài đâu đủ đâu tân á, mình mới mượn tiền ghe thêm mà nó nhồi lên vậy cái đầu cái bây giờ mình không nổi. Rồi mình lấy cái giấy cổ chỗ đỏ mình dây dây nặng mình trả cho thằng ghe. Rồi đầu tiên ghe, ông nói với mấy chú là đầu tiên là ông dây nhiêu, rồi từ đầu tiên như chú dây nhiêu? Đầu tiên là 50 triệu. Rồi sao? Sao lên trăm? Trăm. Thì nó lên hoài vậy. Trong khi dây tiền đó rồi cô có thương lượng với cô không? Có nói mức đầu tiên á, ông cặp 50 triệu có nói, có kêu ông kia con gì hết, có nói. Còn từ đó tới sau mà ông nâng lên đó thì không đi. Có cô đi, không có nói cô luôn. Bữa nay nè, hôm bữa cô á, cô Út á, ở đây là con không có bên ai. Cô Út là con quay đầu tiên, thì có nói với chú á là chú dây tiền đó. Để cho bà này bà kia không có cái này khác. Theo bữa nay chú đứng chính lại chú nói cái những sự việc đó. Mình đem đó cũng quay trong nhà mà. Yeah. Mình đi tiền đó, tiền mà mình vay ở ngoài mấy chú biết mà, thằng ngân hàng đó tiền lãi nó nhẹ và tiền ngoài nó nặng. Nó như hai nó tiền nước người ta đi tới luôn, người ta lấy tiền nước là nó đó tiền đi tới nuôi con ta đó. Như dưới lại là xây là sẽ quay về cái câu chuyện á. Ít nói chuyện thành ra cũng không có hỏi tao. Rồi coi cái chuyện đó như thế nào. Số nợ quá rồi cho nên là chú bàn với cô là cô đi tiễn chồng để trả nợ hay sao? Có thông qua với chú hả? Chú biết là cái những cái điều đó mình có nói ở đây, con nói con xin lỗi cô chú nha, tại vì khả năng á nó khả quan lắm. Thí dụ mà cô đi làm công ty á hay là làm tập vụ á thì ok, còn mà tiễn mà để trả nợ đó chú nói biết chung là nói chung mình làm cái đó số tiền nó không đủ đóng lời, nói đại khái như vậy thôi. Bữa nay là biết sự gõ sự thật hay cái gì á, là nếu như đại khái một tháng mình cho nhiêu có 20 triệu bạc à, thì cái tiền lời nó tới 50 triệu, cả 10 triệu sao đủ, không đủ đúng lời. Mà tại sao chú là một cái người chồng, chú không thương cô sao mà chú thảo luận? Bây giờ mình phải không tiền bên kia mà không đúng lời nó thì bắt buộc nó ra nó phá nhà. Phá mình phải thương lượng hai chồng chứ, thí dụ mà vợ không mình phải. Mà chú mà đỡ đành nào mà cho cô đi tiễn mà để trả nợ, cái điều đó là con thấy không có được. Nói chung là nó sai hết trơn á. Còn mà cái gì kỳ đó tôi cũng nói đó, bây giờ đi ghe thì nằm ở đảo ngoài á, là nó ghi 2 tháng rồi tôi mới ghe mới về bờ.
rồi cái ông đó chồng lãi chồng lãi chồng lên cũng hẳn đóng một lần tới mười mấy 20 triệu, rồi mình không có đường nào mình định. Thì cô Út nè với chú nè thì bữa nay nó gõ cho cô chú khán giả mà xem cái clip đầu tiên con quay của Út luôn để nói gõ lên tại sao đi tiệm chồng mà để 200 triệu như vậy, để cho người ta nói gõ lên, để thôi người ta cứ nói là cô Út còn chồng và mà sao đi tiễn chồng để làm cái gì. Thì sẵn ở đây chú với Dượng trình bày vậy cho khán giả được biết. Ai là người chủ động kêu sẽ trả cái phần 200 triệu đó cô? Có chú không? Chứ cũng nghe để nói cho gõ đi, cho gõ. Làm cái gì vợ tôi á, ai bàn tính trước á, ai bàn tính nó nói bây giờ số tiền mình lo không hết hết sảy rồi quay hết nổi rồi. Con hỏi ai bàn tính mà vợ tôi nói á. Là tới giờ tính nói chung là thì rồi nó tính đi cảnh á không có tiền, thấy không? Rồi cái tôi mới bắt con gà trống đó của con tôi bán cho thằng cháu ở sớm lấy 500 ngàn đi. Đó, rồi về phải trả tiền cho tôi nặng tôi bắt con gà về đi con gà này đến 500 ngàn mình chưa đi con gà nữa. Con tôi nó mới đem về hỏi gà đâu, gà đâu tôi chưa nó cũng như bắt con gà thế chân lấy 100 ngàn 500 ngàn cỡ đi. Người ơi lời trong khi đó là cho con hỏi thêm như gì? Người ta ở sớm á, người ta nói cô Út á là cờ bạc, quánh bài quánh bạc nhiều lắm. Thì bữa nay chú á, là chồng của cô Út Giang, thì chú trả lời thật lòng, không bao giờ giấu cái điều gì. Nếu mà cô Út sai, cô Út sẽ chịu. Ở đây mấy anh em con bữa nay là nói rõ chứ không có che giấu gì đó. Nói chung á, quánh bài á, thì để quánh bài á, thì để nó nghe. Cũng như nó xuống như hòa lợi á, mấy cây dù lớn phải không? Cũng gì quýnh cắt tê mà có 5 ngàn 10 ngàn bạn á, nó có gì đâu. Thì cũng đi nó đi bán cái số rồi thì nó hết cái số rồi nó bán nó chờ giờ nó lấy vé chú đó, thì tới giờ nó lấy vé nó bán chứ đâu phải mà chơi gì mà quýnh cờ bạc mà làm giàu thì cái đó không có. Là chú nói cô ở đây có quánh nhưng mà cái kiểu như mà vui thôi á. Cũng như mình cái giờ mình nghỉ á, cái điều đó người ta nói nghe nói nè, có người lên tiếng là bà con bên chú nữa đó. Nói như vậy theo chú suy nghĩ làm sao? Tôi cũng có nghe, tôi đi ra vẫn nghe nói vợ tôi gì bắn cu ly chơi tài xỉu cái cả tài khỏi nó nằm chú xong nó chú ở đây á, là mình lớn rồi mình nói cho cô chú người ta biết, tại vì không có nói che giấu cô Út và chú cũng đừng có che giấu nữa, tại vì bữa nay mình làm cái clip là nó rõ sự thật ha cô chú. Thì người ta nói là quánh số đề, cái sự việc nó như thế nào chú? Số đề thì có khi tôi ở ngoài ghe á, nếu tôi nằm tôi ngủ thấy gì tôi điện về kêu quánh cho tôi. Trời ơi, ông vậy là ông chồng ông tiếp tay cho bả luôn rồi. Không, cái tôi quánh một lần ngăn thôi nè, còn số còn chiến thiết thì nói chung tôi mua nhiều nha. Và con nói cô nè, người ta nói cô á, chú trả lời cô. Cũng như tôi chung chú mẹ. Là cũng như tôi mãi tôi điện về. Vậy là do một phần là do ông không à, phải không? Tôi điện về thì mua giùm tôi. Mà trúng thì nhà số tiền nó xài. Còn không trúng thôi. Chú biết sau cái cuộc trò chuyện này là chú sẽ biết cái chuyện gì xảy ra không? Người ta sẽ bình luận chú nhiều đó. Con nói thẳng cho chú vậy luôn đó. Giờ cái nói chung á là chồm chóm á, mặt xã hội á, nó muốn bình bình, nên tôi trong lòng tôi sao nó nói vậy. Có rồi, nó có ha. Chú không bao giờ chê. Ta mà mình thấy mình này nó mình kia trong cái lòng cũng có vậy. Như vậy. Tôi làm gì tôi chịu. Thì anh em con bữa nay nè, quay một cái clip này, Thanh Trúc á quay một cái clip này sẽ ngừng. Thì anh em nào quay thì cô Út cứ cho ha. Không mà chú em quay đâu quay cho nhà tôi không cho quay à. Dạ, thì con chỉ nói vậy thôi. Nhà tôi không cho quay. Thanh Trúc thì không có liên quan gì nữa nghe, mà có cho ai quay thì thoải mái hay cô Út. Tại vì nói tội nghiệp con. Còn quay về cái câu chuyện nè. Quay chừng nào làm téo thêm chị cô quay về cái câu chuyện mà tại sao mà chú mà kêu cô mà đi tiễn chồng mà trả nợ, cái điều đó sao cô không suy nghĩ lại, sao hai vợ chồng không ngồi thỏa thẻ với nhau mà mình bàn tính cái phương án mà để trả nợ coi. Trong quá thì bây giờ cô nói cho nghe nè. Dạ. Trong quá cô sống với Dượng hôm nay cũng 3 mấy năm rồi nhưng mà thấy không có hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là cũng như là mỗi khi á ổng đi làm về có tiền thì ổng vui vẻ, còn nếu mà không tiền là ổng quạo gõ, rồi cái ổng đi nhậu về cái ổng chửi. Mà hả, ổng đi vô nhà của Tư Thịnh, tôi cũng không có lấy nhang nhậu ở đâu, tôi nói đó là về
bắt cái thùng lên hát cho tôi chịu không nổi, cái giảm da lên thì cũng bị chửi, rồi bắt đầu chửi dần dần, chửi hoài. Cái mà hả nhậu nhà ông Sáu Tàu á thì về bắt nạt lên rồi ngủ không có, tôi cũng không biết lý do nào mà ổng làm như vậy. Dần dần á hả, từ hồi ngày mà tôi về gặp ổng, con tôi năm nay 36 năm rồi, tôi chịu đựng rất nhiều về cái cảnh mà chồng mà đi ăn nhậu về chửi vợ chửi con thô lỗ, nhưng tôi dằn tôi không nói. Đến cái ngày mà ly thân á thì vẫn còn chửi còn hơn là cái ngày mà chưa ly thân đó. Cho nên cái cảm xúc của cô á là nói á, nếu mà Dượng mà cho cô bước lên đây á thì cô sẵn sàng là cô không từ chối cái gì hết, đừng cho cô thoát được cái cảnh mà sống với chồng mà rượu chè về chửi vợ thô lỗ như vậy á. Nhưng mà cô không bao giờ nói, cô nói thiệt, cô để trong tâm đó, bao nhiêu nợ nần cô sẽ gánh hết tất cả hả, miễn sao á mà cô sống được an nhàn là cái đó là đủ với cái đời cô rồi. Yeah. Đó cô. Nhưng cho con hỏi cô với chú là sống bao lâu rồi? Cô với hai chú người sống chú. Là năm nay đó là năm 87 tới giờ đó. Cũng lâu ha. Rồi không lẽ không có tình cảm sao mà nở đành nào mà thí dụ mà ly thân với nhau với lại chú mà kêu cô đi tiễn chồng? Chung á là cô cũng nói con nghe nè, không có tình, không có nghĩa đó, chồng làm trạch thì chồng phải năn nỉ, nhưng mà sống hôm nay là 30 mấy năm rồi không có một tiếng năn nỉ, không có một tiếng ngọt ngào. Nay cô nói bằng sự thật, có Dượng đây cô cũng vẫn nói hỏi thử Dượng coi có vậy không, không bao giờ có làm trạch cái gì đó, không bao giờ năn nỉ. Ví dụ như bây giờ cô nói cái đại khái như vậy, ví dụ cô đi đâu mà về, ví dụ như kể giờ cô nói chết mẹ rồi nay về chắc bị chửi, mà rốt cuộc về không bị chửi. Mà những cái ngày mà cô gấp rút cũng như là cô nói thôi mấy nay mình đi về sớm sớm đi, mà ngày đó về bị chửi, cô cũng không biết. Con thấy là chắc có lẽ là chú ở đây nè, chắc một ngày càng ngày lớn tuổi nó hơi khó. Người nào mà cũng vậy mà, lớn tuổi thì nói chung là đổi tánh hết trơn, thì nói chung là không phải do chú mà không phải do cô, mỗi một người nhịn một câu đi. Còn thiếu nợ đó là hai người cô với chú nè ngồi thảo luận để kiếm cái phương án trả, chứ không bao giờ mà mình lên đây mà tiễn chồng mà trả nợ. Rồi hồi sớm bây giờ cô nói như vậy đó chú, nói chú là ăn nhậu chữ cô như vậy đó, rồi chú có thì chú nói, còn không có thì chú im nha. Cũng như nói chung đại khái vậy nè. Dạ. Cái ghe về á, cũng như mình mặn ngoại, mặt nội, mình ăn chơi mấy ngày chút nữa, vẫn chưa đương cần nữa, bên đây nữa rồi. Ừ. Về nhà á, nhà con là không cứ xin lỗi mà nói á, anh đây cũng có bà con. Khóc luôn quý vị. Nè, cái nhà hơi cũng ghét, bây giờ cứ ăn nhậu thì cứ chửi bài bố trận. Dạ. Cái nhà mình phải dọn dẹp sạch sẽ, có ai lợi người ta cũng thấy cái gọn ghẻ. Cái này u sụ hết á, bây giờ bắt buộc tôi phải chửi, giống như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói nè, tôi xin nói nè, thí dụ như dọn cái gì của tôi, tại vì tôi đã ly thân rồi, cái gì của ổng thì ổng làm, ổng làm. À, cái gì của tôi thì tôi dọn. Đó, cái đó tôi ly thân nhất đó là có ra riêng chưa? Bị gì ra riêng rồi, còn nó ở đâu, cũng muốn nhà trọ ở tiền không? Bây giờ là ly thân ở chung nhà. Dương nhiên cả nhà tôi là 4 cái phòng, thấy không? Thì tôi về, tôi ngủ thằng có khi mà tôi ngủ ở phòng sau, thấy không? Con tôi về thì đi ra mấy phòng sau, tôi ngủ một tước. Cái này theo con được suy nghĩ á, không phải ly thân đâu mà không nói chuyện với nhau, chứ ở chung nhà đi ra ăn cơm nước phải đụng mặt rồi. Cơm thì ai dọn lấy ăn, không có dọn nhà. Không không, có khi nào ông lại không nói chuyện sao? Trời ơi, năm nha. Ôi, là chú xác định. Tôi đi đâu, tôi đi cũng về, tôi về. Tại vì có người nói cô Út á là còn ông chồng hiền khô à. Thì tôi á. Người ta nói chú gì nè, là không có gây nợ, toàn là toàn bộ cô Út Văn. Thì ở đây á, chú đứng chính lên giùm cho cô là cái nợ đó là phải chú gây ra không? Đã nói từ sớm giờ đó. Không, bây giờ chốt lại nè, con chốt lại á. Là cái mức đầu tiên họ ngồi số nợ này phát sinh ra từ số tiền mượn tiền ghe. Là chú là cái người mượn ha, nói tóm gọn là vậy chứ không phải là cô. Là tôi nói nghe thấy là lúc trước mùa dịch á,
thấy không, mỗi lần ghé cũng đồng thời hai chồng đi mượn ăn cho con cho tôi. Dạ. Và cha mình ăn ăn không sống không được, cái nợ đi dần dần nó lại thải lên hoài vậy đó, giống gì hết. Là thì nói tóm lại là chú là cái người mượn đi. À. Mượn nợ chứ không phải là cô Út cờ bạc đúng không? À, mượn mình nợ mình cũng gì, mình chạy cái này không có ăn, mình mượn cái này trả cái kia thì nó chằng chằng. Cũng gì chứ giờ mượn chú á 10 triệu. Là con nói chung là chú là cái người mượn nợ mà để ăn uống thôi, rồi cô nói chú á là cho bà này bà nhỏ có không? Như đại khái cái đông có cũng gì. Chú đứng chính lại đi. Tôi nói vậy nè, cũng gì tôi mượn chú 10 triệu phải không? Bắt đầu cái tôi mới trả ông này 10 triệu trả đâu đủ đâu, rồi mượn 10 triệu rồi đâu có làm gì trong nhà được đâu. Còn phải mượn thêm 12 triệu, 12 triệu rồi đầu cái bỏ nhà 2 triệu mình đi cho ông này. Thấy không? Về không về không đủ 2 triệu này trả cái tiền 2 triệu lẻ nó 10 triệu đi vô sổ năm nữa rồi. Mình đâu có con có kêu là chú chỉ là mượn về để lo thôi. À. Cô Út Giang ơi. Chú nói như vậy đó, tại sao cô nói chú đi quen bà này quen bà kia đó, cô nói lại giờ nếu không có thì giờ nè, nhưng mà quen á cô cứ có không nên quán gì nè, có ghi âm không ghen. Ghi âm thì đâu có ghi âm, nhưng mà tôi không có ghen, nhưng mà điều ổng đừng có thấy người ta như vậy mà ổng chửi tôi cũng như biết uống nước thì có chứng luôn được, thành ra không bắt được cái bên Zalo được rồi không cô đó, có một hình người con gái là cô Trang là cháu dâu của cái đó cô đó. Cô xin lỗi cô ha, cái đó là mà nói ổng không có gái luôn thì cái đó tôi thứ nhất á là chú á có quen á thì cô phải bắt được tại chặn, còn mà chú ở đây là mình lên cộng đồng mạng á chú, tại vì có thì chú nói có ha, không chú nói không, để thôi hai người là chịu ảnh hưởng bị người ta nói á. Bị gì tôi nói là có gì là mình lên quán rồi mình uống nước. Cô cứ nói đi. Ở chơi chứ đâu có gì đâu. Cô cứ nói đi. Mà mình về nhà người ta mình nói đâu. Không phải là tôi nói ổng mà giờ ổng đi ra ngoài đảo không quen ai. Chứ mình qua chú. Cái đó là tôi không biết. Phải không? Là tôi không có nói. Rồi á. Cái người cô Trang này á là bữa đó là điện mấy đứa cháu trên vòng xuống nhậu, ổng đi làm về nha. Đâu hết thì coi từ hồi xưa tới giờ nhậu thì cũng bình thường, giờ dưỡng con nhưng mà tại sao cái ngày hôm nay mà mời xuống nhậu á là gọi bằng cổng không được đó, thì dưỡng mới gấp mời cho cô này ăn, thấy rồi hai người có vẻ thân mật lắm, nhưng mà lúc sau á thì có Zalo là cái cô đó Zalo qua hỏi mượn, là đầu tiên là mượn 500, cô đứng ở đằng sau cô nghe, cô không có cho thấy mặt cô. Yeah. Hỏi mượn 500, nhưng mà trong cái thời buổi là Dưỡng nãy giờ kể là Dưỡng đi mần vậy đó, không có tiền dư, cho nên Dưỡng nói là không có hứa, chừng nào mà có thì hay. Rồi sau thêm một lần nữa điện hỏi chú 3 triệu, chú cũng nói y như vậy, không có nói gì khác nữa. Cái sau đó cái cổ nói giờ nhậu này, giờ xuống nhậu. Dưỡng nói nhậu không dài mệt quá à, không có nhậu nữa. Cái nói vòng vòng do doan hồi cô hỏi vậy chứ có bả nhà không? Thì Dưỡng nói có. Cái nói thôi vậy có bả khỏi đi, bữa nào không có bả thì mình nhậu. Là giờ nói với cái con nhỏ cháu dâu thôi. Trời có không sao cô Út? Bà nói kìa chú trả lời đi. Không phải nói chung là con cháu trong nhà nó nhậu chung luôn bàn tròn này nè, rồi đồ ăn đồ uống mình nó thấy nó gấp mình gấp cho nó ăn, đâu có gì con cháu mình đâu có nghĩ ngợi gì cái bản đó. Yeah. Thấy không? Dạ. Con cháu mà bạc kêu bằng nói chậm cho là con cháu vậy, hỏi mấy chú vậy đi. Mình già rồi mình kiếm người già cho nó đứng xứng lúa chung mình đi. Cô không bao giờ nói. Tại vì cô đã đi thân rồi thì cái chuyện đó cô không màng tới. Nhưng mà ở đây á, là cũng chỉ nói cho nghe thôi, để em chồng tôi nói á, là nợ này tôi gây ra à, tôi cờ bạc đủ thứ đó, bữa nay có ổng thấy đó, ổng nói giờ chú là đứng chính lên, chú nói là cô là không có cờ bạc, hồi nãy bây giờ là đúng cái sự thật chú nói ha. Thì đó thì dạ là lúc trước là còn thượng não còn chở đi với tôi ngồi đi nhậu thì nó bà cắt tay có 50.000 đó. Ừ. Nhậu đã ngồi tôi về trước á, nhưng mà tôi chơi cũng vài bàn, tôi đang chơi đâu có bằng người ta, tôi chơi đâu có cứng đâu. Sao chú không có năn nỉ cô đi mà để mà hai người mà ly thân không buồn sao, vợ chồng nhà sống với nhau cũng lâu rồi. Trời ơi, tôi chung với chú là
từ mùa dịch giờ thì tôi đâu có ngủ chung luôn. Không, chú đang nỉ cô coi. Nó tới luôn hồi hồi cái đầu của tôi chửi nó không. Chú chửi hả? Nói hồi nó trái ra hồi tôi chửi. Chửi hồi quả nhà. Chú chửi hả? À, bởi vì phải rồi bà sợ chú rồi. Mà cô Út ở đây á, là cô Út muốn là, chú là, phải nói ngọt. Với tôi nói một câu tôi hồi ngày trước giờ chú không giờ nói ngọt. Với bây giờ là tôi nói với mấy chú nghe câu vậy là mỗi khi mà ổng tỉnh mà ổng có con trai nè, tôi rất là sợ, không có dám ngủ luôn. Là lý do? Nói vậy thật luôn á, chứ là mỗi khi nhà là không nói. Lý do cô? Có cái cọng dây xích, cái dài vậy nè, cũng như lời tối á, mà cái mắt tròn tròn vậy nè. Rồi ở ngoài này ổng cột, cục gì cũng bự bự lắm nha. Hỏi lần mà ổng về ổng hành hung cô á, cô ở phòng của cô á, ổng hành hung, không phải là ổng nói là giấu mà lụm không kịp, và bây giờ cũng không biết giấu ở đâu. Cho nên bây giờ cô nói sự thật, nếu cô ở nhà mà thí dụ như ghe lưới thì con về trước, con về sau thì cái đó cô không có nói. Bà giữa lúc á là có một mình cô ở nhà, mà nếu ổng đi nhậu về thì cô không dám ngủ. Rồi hỏi thử coi, ví dụ như ổng xỉn vô ổng mất ý chí rồi, thấy không, ổng quất cô một cái vô đầu á, rồi thì giờ ai chuyện cho mình đây. Có bao giờ chú có dùng tay dùng chân với cô chưa? Chú có bao giờ dùng tay dùng chân với không, cô chưa? Không có, nhưng mà cô chỉ là đa nghi thôi. Không có, cái cũng như là đã cô nói khi nào xỉn quá đó, đi bên ngoài xỉn sai người ta, nó nói anh nó hiền dữ lắm, tôi làm nợ đồ này nọ, nói tôi cờ bạc số đề đồ này nọ đủ thứ, nhưng thực tế là tôi không có. Hỏi vậy chứ đi bán ngày nhiêu quá, 100 ngàn, bán số ngày 100 ngàn, con thử hỏi thì xe đỡ căng vô nhiêu rồi đó. Rồi cô phải ăn sáng cô mới có sức cô đi bán đó, rồi về gạo thóc rồi đồ ăn đồ uống xây cho cô còn đủ nữa, có đâu để mà ngồi chơi như vậy. Rồi lâu dượng về mấy bà đó cũng có rủ xuống chơi, thì vô xuống thì ổng nhậu đây thì cũng như cô chen vô là mấy cái lúc đó người ta đi xả hơi đó đó, cô nói bằng sự thật ta xả hơi vậy tôi chơi cho đó, thì tôi chơi nào ta xả hơi xong thì người ta vô mình ra vậy thôi, chứ đâu phải là nghề nghiệp của cô. Tại vì cô chơi đâu có cứng đâu mà vô đó mình đấu với người ta để làm gì. Cái đó là cô nói bằng sự thật. Vậy là cô cũng như mới biết chơi chút chút vậy thôi, là cũng như là người ta đi xả hơi thì cô nhào vô cô chơi vài bàn vậy. Có rồi có chơi ha? Có, cũng một vài bàn cho người ta vô. Nếu mà người ta không ai thế thì người ta nghỉ, thiếu tay người ta nghỉ. Thì như vậy cô thế cũng như chơi bàn 5 ngàn, nếu mình ăn mình rút vô, phải không? Còn mà thôi, vậy thôi. Thì cô thấy số tiền nó cũng bao nhiêu thôi, và thế cho một vài bàn cũng được, rồi ai lợi gì thì tôi trả lợi cho, chứ đâu phải mà cô ngồi cô chơi luôn. Còn cái vụ mình tao nói cô bắn cu ly thì sao? Cô đâu biết cu ly là gì. Bắn đạn á? Không, không biết. Có không? Cô có không? Cô tướng con cô vậy có không? Cô có không? Cô không biết cái vụ đó. Chú người ta nói cô á tướng vậy mà bắn đạn, rồi chú thấy làm sao? Bắn ngồi xuống là được không? Ngồi được không? Ngủ đồng hồ, con nhà bá chân cóc nhau ngồi. Ngồi trên bẹp. Bởi vì nó quan cho chú cô ha. Ngày trong sửa hỏi bóng quy mà ngồi chập bành chú người đâu có làm ăn. Mà sao cô nè chú. Sao mà hồi con thấy mà đi kêu bả đi tiễn chồng chả nọ. Mà sao còn cái đó chú phải dặn chứ sao mà chú binh bả dữ à? Hồi nãy giờ binh bả dữ à? À mà tôi sao tôi nói vậy à? Con sao nói vậy ha, chứ không có binh ha. Rồi mấy anh em con nãy giờ nói chú binh cô quá rồi. Rồi cũng như cái là gì nói trời bắn nào cái gì tôi xỉu gì á, chứ mới nói tôi mới biết chữ tài xỉu mà 2 ngày nay. Tại vì tôi nói với thằng cháu hôm qua nó ghé lại cái quán đó đó. Thằng cháu nhỏ xíu rồi nè. Cái là nói á, nó trời ơi bà mà tài xỉu gì, mỗi lần bà nạp tiền bà cũng chạy lên con rồi. Rồi bà muốn cái gì bà cũng chạy lên con, bà còn chưa biết nhắn tin ra làm sao nữa, mà làm sao mà bà biết chơi cái đó. Ủa, cái có nghe còn nói cô có nghe cái cuộc gọi có một người gần nói gần nhà của Út á, là một người thanh niên nói là cô Út, tên cô Út đàng hoàng kêu con xin lỗi cô Út nha, nói cô Út nghĩa là người ta nói vậy đó. Bên á, cái ông sát bên nó lên theo chú là cái người chồng nè, theo mà cái chú đó nói cô Út vậy đó, rồi có đúng sự thật không? Nói cô là cờ bạc dữ lắm, người ta nói kế bên nhà. Bị gì nói chú nghe nè. Dạ. Bị gì á là con người mà nó thương là nó dễ, còn nó ghét nó nói đủ điều thôi, thấy không? Chú cũng chắc định như khoảng đó rồi.
con cái tròn thì nó tròn đúng không, muốn cái này tròn nó tròn nó méo, mấy chú ở tỉnh này chú đâu biết ở dưới thông quê người ta như này sao, thì cũng viên răng lên máy thì nói vậy thì nghe cái lời ta nói thôi chứ hiện tượng mình chưa có thấy. Cô Út thấy kìa, cô Út biết người sát nhà của chưa có thấy cái lời người ta nói, nhưng mà cái người đó là cháu Minh vợ. Dạ. Cháu mai xa lại như cháu đó. Chị cháu của Út rồi. Cháu Minh vợ. Cháu là cũng như dạng cháu bằng con mà sớm vậy thôi chứ không có ruột rà gì, nhưng mà nói chung á là từ xưa tới giờ á vượng đi làm về là hay qua nhà đi nhậu, nhưng mà lúc đó là y chưa có bệnh là nhậu nhà y, nhậu nói chung là nhậu từ sáng tới chiều tới tối luôn, chỉnh là về đó. Rồi bây giờ y bệnh rồi á là vượng cũng có qua đó chơi, nhưng mà những cái người khác lại nhậu chứ y không còn nhậu nữa. Tại vì nói chung y bệnh là hồi lúc mùa dịch là y ở bệnh viện y không có về. Cho nên á là bây giờ á là nói chung là đàn bà cũng đâu có thích chồng mình đi nhậu hoài, phải không? Thì nhiều khi thậm chí tôi cũng có nói. Tôi nói ăn nhậu đi làm về không biết ăn nhậu đừng mà không có biết nghỉ đừng cho cái sức của khỏe của mình là mai mốt mình đi nhậu nữa. Thì cô có nói cho nên gì chỗ đó là người ta ghét cô, nói chung là 100% chứ không phải là nói người ta chừa chỗ nào. Thì thôi bây giờ sẵn ngày hôm nay mấy chú lưu tút này xuống hả, thôi giờ sẵn là nay tao ghét bà, nay tao đăng lên luôn cho ghét luôn đó, là cô nói như vậy thôi. Là thương á là coi như là nói chung á là nói vừa tốt 100%, còn cô xấu 100%, nợ này là của cô cờ bạc rồi cô gây ra đó. Là chú là xác định hồi sớm bây giờ là cô không có cờ bạc gì hết trơn. Dạ, tôi nói như nếu tôi gặp là đi với chú, chú nhậu. Mà thậm chí á, nhiều khi tôi nay tôi vui tôi cũng nói luôn cho mấy chú biết á. Chú ở dưới á thì vừa nhậu với đàn bà không à. Đó. Thì như vậy là nói chung đàn bà người ta cũng tốt, chứ không phải là người ta xấu gì, thấy không? Lâu lâu á là người ta cũng kêu vừa xuống nhậu, nhưng mà mấy bà này là bạn của cô. Đó thì đâu á nói sao mà để cho ổng nhậu hoài, bà không biết nhậu thì cô cũng lợi làm vài ly. Cô biết nhậu nữa hả? Thì cũng uống vài ly. Trời ơi. Đó. Đó, làm tài xế luôn. Đó, nhưng mà nói chung á, nói chung mà là vấn đề là nhậu là cũng do chở dượng đi nhậu với người ta. Rồi người ta mời thì cô biết nhậu thì cô cái gì cô nói hỏi thử ổng. Là bây giờ nè, là bữa nay lên cái video này rồi coi chú nè với cô nè coi mình làm lành lại đi, nhưng mà nói coi nói chú làm lành lại đi, nhưng mà bây giờ làm lành cũng được hay không phải không, nhưng mà số nợ này rồi mình cảm nổi mình không đáng nổi chửi. Nhưng mà bây giờ là chú phải xác định luôn hả, xác định là phải cho cô hy sinh cô luôn hả? Trời ơi, vợ của mình mà đúng rồi, đã con bố là nó nhậu bệnh nó quá rồi, bây giờ ai mà chịu á chú có thương cô không? Mà ngày xưa á là cưới con vẫn thương bình thường phải không, từ ngày mùa dịch giờ là tôi làm nợ rồi, giờ tôi không nghĩ giờ vợ con nữa. Chú nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? Dạ 59. 59 hả? Gả vợ để mà giờ vẫn quyết định gả vợ luôn để mà trả nợ bó tay luôn.